Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Để loại trừ hoàn toàn khả năng những người thực hiện hành vi phạm tội nghiêm trọng có cơ hội quay trở lại xã hội, không ít tòa án ở Anh, Mỹ, Thái Lan, Tây Ban Nha cùng nhiều người khác đã đưa ra phán quyết bản án kỷ luật hàng nghìn năm tù hay hình phạt hàng chục án chung thân. Mới đây, cặp tình nhân người Thái Lan đã dụ dỗ hơn 2.000 nạn nhân và chiếm đoạt tiền gần 1.000 tỷ đồng. Khó tin là cả hai đã phải nhận mức án lên đến hơn 12.000 năm tù cho hành vi lừa đảo này. Cặp đôi nam nữ người Thái Lan Watani Wipavet, 28 tuổi, và bạn trai Meti Chinpa, 20 tuổi, đã bị buộc tội vào ngày 10 tháng 5 năm 2023 với mức án 12.640 năm tù mỗi người vì tội lừa đảo hàng nghìn người trong kế hoạch Ponzi, mô hình lừa đảo nguy hiểm nhất thế giới. Theo The Bangkok Post, cặp đôi này cùng với 7 người khác đã dụ các nạn nhân thông qua Facebook từ tháng 3 đến tháng 10 năm 2019 để đầu tư vào một chương trình tiết kiệm mang lại lợi nhuận cao bất thường, được cho là lên tới 93% một tháng. Chính bị cáo này đã bị buộc tội không sử dụng tiền để đầu tư mà chia nhau một cách không trung thực. Để thuyết phục nạn nhân, Watani thường xuyên đăng các video trực tuyến cảnh cô khoe đồ trang sức bằng vàng trong một cửa hàng trang sức mà cô sở hữu. Tuy nhiên, những món trang sức này toàn là đồ giả. Cảnh sát Thái Lan cho biết một số nạn nhân đã đầu tư toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời, tiền bán nhà để đầu tư cho nhóm của Watani. Khi biết bị lừa, một số người đã có ý định tự tử vì đã mất hết tài sản. Cặp đôi này đã tham gia vào 2.528 hành vi lừa đảo với số tiền lên tới 1,3 tỷ bạt, gần 1.000 tỷ đồng. Theo báo cáo, có hơn 2.000 nạn nhân trong vụ án này. Thái PBS đưa tin, Tòa án Thái Lan đã bác bỏ cáo buộc đối với 7 bị cáo tham gia vụ lừa đảo cùng với Watani, Tipavet và Miti Chinpak khác vì họ chỉ là nhân viên, không hề biết gì về vụ lừa đảo. Tòa án Thái Lan đã giảm một nửa thời hạn tù giam của cặp đôi này xuống còn 5.056 năm mỗi người vì họ đã thú nhận tội ác của mình. Tuy nhiên, cặp đôi này dự kiến sẽ chỉ ở tù 20 năm vì luật pháp của Vương quốc Thái Lan giới hạn tổng thời gian ngồi tù của mỗi tù nhân tối đa là 20 năm tù. Theo tờ The Independent, nước Anh, bản án kỷ lục với hình phạt 141.078 năm tù đã được một tòa án Thái Lan đưa ra với bị cáo Chamoy Thipsayo vào năm 1989. Chamoy Thipsayo là vợ của một sĩ quan không quân cấp cao Thái Lan bị kết án, đã lừa đảo 16.231 người với tổng số tiền khoảng 2 triệu bảng Anh. Một số nguồn tin cho rằng trong số nạn nhân có người là thành viên của Hoàng gia Thái Lan. Có lẽ vì vậy mà Chamoy Thipsayo đã không được bất kỳ sự khoan hồng nào. Tuy nhiên, Thipsayo đã may mắn khi vào thời điểm đó, pháp luật Thái Lan có quy định rằng thời gian thụ án cho hành vi gian lận tối đa là 20 năm tù. Một kỷ lục tương tự với 42.924 năm tù cũng đã được phán quyết với trường hợp của Osman El Gaouni ở Tây Ban Nha. Phần tử khủng bố Osman El Gnaoui đã tham gia vào vụ đánh bom ở Madrid vào năm 2004 khiến 191 người thiệt mạng. Cái đồng phạm Jamal Yogam bị kết án 42.922 năm tù. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, luật pháp Tây Ban Nha quy định thời gian thụ án trong tù dài nhất là 40 năm. Mỹ có lẽ là quốc gia có nhiều tội phạm bị kết án khủng hàng đầu thế giới. Vào năm 1994, một tòa án ở tiểu bang Oklahoma, Mỹ đã kết án Charlie Scott Robinson 30.000 năm tù vì cáo buộc thực hiện 6 vụ hiếp dâm trẻ em. Các thẩm phán thông báo rằng Robinson sẽ không được ân xá cho đến năm 108 tuổi. Tội phạm Darren Benaford Anderson ở Mỹ cũng bị kết án 11.250 năm về tội giành cướp, bắt cóc và cưỡng hiếp một người phụ nữ cao tuổi vào năm 1993. Kẻ giết người đêm Halloween Dudley Warney Kaiser ở tiểu bang Alabama, Mỹ bị kết án 10.000 năm tù về tội giết vợ cũ Diane Kaiser và mẹ vợ là Eunice Barringer và Rick Pyron, một sinh viên đại học vào năm 1976. Ban đầu, Dudley Warney Kaiser bị kết án tử hình vào năm 1977. Tuy nhiên, tòa án tối cao Mỹ cho rằng hình phạt tử hình ở Alabama là vi hiến nên vụ án được xử lại.
Kết quả là vào năm 1981, Dudley Warney Kaiser bị kết hai án chung thân về tội giết mẹ vợ Barringer và sinh viên Pyron, cộng với 10.000 năm tù về tội giết vợ. Bạn bè cho biết Kaiser hiện đã 74 tuổi và trở thành một người theo đạo Kitô và luôn cảm thấy hối hận vì hành vi phạm tội của mình. Kaiser đã 10 lần bị từ chối tạm tha, lần gần đây nhất là vào cuối năm 2015. Hình phạt vài chục án tù chung thân. Án tù dài nhất trong lịch sử của nước Anh hiện thuộc về tù nhân Andrew Ashton. Andrew Ashton bị tòa án ở Birmingham Crown Court kết án 26 án tù chung thân vào năm 2002 vì hai tội danh giết người và 24 tội danh cướp tài sản. Trong 3 tháng đầu năm 2001, Andrew Ashton, một kẻ nghiện ma túy, đã tấn công và trộm cắp tài sản của 26 người già, người khuyết tật tại nhà riêng của họ. Hai trong số những người già bị tấn công là George Dell, 87 tuổi, và Frank Hopley, 80 tuổi đã chết. Thay vì nhận tội để có cơ hội giảm án, Andrew Ashton yêu cầu ra tòa và có thái độ kích động các nạn nhân nên bản án nặng hơn. Trước đó, một tù nhân được gọi là Birmingham Six cũng bị kết án 21 án tù chung thân vì cáo buộc thực hiện hàng loạt các vụ án đánh bom vào năm 1974. Khi đã trải qua 16 năm ngồi tù, Birmingham Six được công nhận là oan sai. Đây được coi là một vụ bê bối pháp lý tồi tệ nhất trong lịch sử nước Anh. Nếu Birmingham Six là một vụ án oan tồi tệ trong lịch sử tư pháp Anh, thì vụ Ricky Jackson là bê bối oan sai tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ricky Jackson phải ngồi tù 39 năm vì cáo buộc giết người. Năm 1975, ở tuổi 19, ông Jackson cùng với hai người bạn bị kết tội sát hại người bán hàng có tên là Harry Franks. Nhân chứng duy nhất của vụ án là một cậu bé 13 tuổi. Ban đầu, ông Jackson bị kết án tử hình, nhưng sau đó được giảm án. Vào năm 2014, cậu bé 13 tuổi năm xưa giờ đã trưởng thành, ký vào một bản khai cho biết ông đã nói dối và bị cảnh sát ép buộc phải làm chứng trong vụ ông Jackson. Năm 2015, ông Jackson đã nhận được hơn 1 triệu USD tiền bồi thường án oan sai từ bang Ohio. Tù nhân Albert Woodford bị biệt giam trong một nhà tù ở Louisiana suốt 43 năm. Đây là khoảng thời gian biệt giam dài nhất trong lịch sử nước Mỹ. Tù nhân Woodford đã phải chịu đựng những tháng ngày tồi tệ đơn độc trong phòng biệt giam 23 giờ mỗi ngày. Woodford phải ngồi một mình trong phòng giam với cùm chân và chỉ được phép tập thể dục một giờ tại sân bê tông có hàng rào thép gai kiên cố. Theo cáo trạng, Albert Woodford và hai người khác đã tấn công giết hại một quản tù vào năm 1972. Ông Woodford và những người ủng hộ ông cho rằng cả ba người này bị kết án sai. Vụ án của ông Woodford được đưa ra xét xử lần đầu vào năm 1992, nhưng bị trả lại để điều tra bổ sung. Tại phiên tòa thứ hai diễn ra vào năm 1998, ông Woodford đã bị kết án. Vào năm 2013, bang Louisiana đồng ý cho ông Woodford tại ngoại. Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Woodford cho biết, mặc dù tôi đã rất mong muốn được chứng minh vô tội, nhưng hiện nay sức khỏe là vấn đề mà tôi cần phải quan tâm hàng đầu. Những ngày sống trong phòng biệt giam thực sự tồi tệ, tôi sợ mình sẽ biến thành một em bé, nằm cuộn tròn như một bào thai trong suốt quãng đời còn lại. Nhiều lúc tôi cảm thấy sợ bản thân mình, sợ rằng một lúc nào đó tôi sẽ tấn công chính cơ thể của mình. Có khi tôi thấy mình không thể chịu đựng thêm được nữa. Paul Gayden Jr. là một người thụ án lâu nhất trong lịch sử nước Mỹ với tổng số 68 năm và 245 ngày. Trước đó, kỷ lục này thuộc về Johnson Van Dyck Ripley, với 68 năm và 3 tháng thụ án trong một nhà tù ở tiểu bang Indiana. Johnson Van Dyck Ripley được tại ngoại vào năm 1976. Gayden phạm tội vào năm 1911 khi mới 17 tuổi và là nhân viên phục vụ làm việc tại một khách sạn ở New York. Gayden đã lẻn vào phòng của khách hàng William Jackson với ý định ăn cắp tài sản. Người đàn ông giàu có 73 tuổi này đã tỉnh giấc, phát hiện hành vi của Gayden và hai người đã xảy ra xô xát với nhau. Trong lúc giằng co, Gayden đã dùng một miếng dẻ bịt vào miệng, khiến William Jackson chết ngạt. Gayden chỉ lấy được vài đô la, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường. Gayden bị bắt 2 ngày sau đó. Gayden bị kết tội giết người cấp độ 2 và được đưa đến nhà tù thụ án khi mới 20 tuổi. Gayden được trả tự do khi bước vào tuổi 86. Ông Gayden từng được ân xá vào năm 1974, nhưng quyết định ở lại trong tù thêm 6 năm nữa vì ông nghĩ rằng mình không biết cách sống ra sao ở xã hội bên ngoài vì cả đời bị giam cầm trong tù. Ông Gayden chết trong một nhà dưỡng lão ở tuổi 93.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!